Chào mừng các em đến với bài học Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân. Đối với bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích các nội dung sau đây. Đối với kiến thức, cô sẽ hướng dẫn các em phân tích được vẻ đẹp đa dạng của con sông Đà, một con sông vừa hung bạo vừa trữ tình, và nổi bật lên đó là hình ảnh bình dị, đẹp đẽ của người lái đò sông Đà. Chúng ta sẽ phân tích được về tình yêu thiên nhiên cũng như con người Tây Bắc của nhà văn Nguyễn Tuân. Về mặt kỹ năng, cô sẽ hướng dẫn các em phân tích rèn được những kỹ năng đọc hiểu đối với thể loại tùy bút và vận dụng những kỹ năng đọc hiểu đó để phân tích giải được đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với dạng câu nghị luận văn học. Về thái độ, chúng ta sẽ biết yêu mến hơn về cảnh sắc thiên nhiên của đất nước và trân trọng hơn những tài năng nghệ thuật độc đáo của nhà văn Nguyễn Tuân thông qua nội dung của bài học này. Đi sâu vào nội dung của bài học thì chúng ta đã thấy tiết trước chúng ta đã tìm hiểu hình tượng của con sông Đà, một con sông hung bạo hiểm ác, một con sông được xem như là kẻ thù số 1 của con người. Thì ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em phân tích một cái hình tượng khác của con sông Đà, đó chính là con sông thơ mộng trữ tình, và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về những cái vẻ đẹp trữ tình đó của con sông Đà thông qua nội dung của phần thứ hai. Hình tượng của sông Đà, một con sông hùng vĩ, đầy những cái nét dữ dằn, hung bạo, và chúng ta có thể thấy ở đó sông Đà mang diện mạo và tâm địa của một thứ kẻ thù số 1 của con người. Và có khi chúng ta phải chiến đấu với thiên nhiên của sông Đà để giành lại sự sống từ tay nó về tay mình. Và ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em một hình tượng khác của con sông Đà, một con sông thơ mộng trữ tình. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hết tất cả những vẻ đẹp trữ tình đó của con sông Đà. Chúng ta sẽ đến với lại phần B nhỏ. Sông Đà thơ mộng trữ tình. Ở tiết học trước, cô và các em đã chứng minh được sông Đà hung bạo, sông Đà dữ dằn là một sự thật hiển nhiên, là một sự thật quá rõ ràng. Tuy nhiên, cũng trong chính tác phẩm này, nhà văn Nguyễn Tuân đã có viết: "Tôi có bay tạt ngang sông Đà mấy lần và thấy đó cũng là thêm cho mình một góc độ nhìn về con sông Tây Bắc hung bạo và trữ tình. Bay trên sông Đà mấy lần với những nét vẽ khác nhau, khi mà quan sát sông Đà thì sông Đà sẽ hoàn toàn mang một dáng vẻ rất mới, rất đẹp, là một con sông trữ tình. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nét đẹp đầu tiên của sông Đà, đó chính là một con sông duyên dáng và đầy nữ tính. Nhà văn Nguyễn Tuân đã chọn một điểm nhìn từ trên cao nhìn xuống, nhìn từ máy bay nhìn xuống để thu hết vào trong tầm mắt của mình một cái vóc dáng mềm mại, duyên dáng của sông Đà để tạo nên một thứ ngôn ngữ giàu chất thơ, chất nhạc và chất họa ở trong đó. Chúng ta sẽ thấy hình ảnh đầu tiên hiện ra trong sông Đà khi nhà văn quan sát từ trên cao, đó chính là hình ảnh con sông Đà tuôn dài như một án tóc trữ tình. Đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bung nở hoa ban, hoa gạo tháng 2 và cuồn cuộn mù khói núi mèo đốt nương xuân. Trong hình ảnh này, các em có thể thấy nhà văn Nguyễn Tuân đã sử dụng một hình ảnh so sánh như một án tóc trữ tình cùng với lại điệp ngữ tuôn dài, kết hợp cùng một câu văn rất dài với rất nhiều thanh bằng ở đầu câu. Và chính trong sự kết hợp này, các em có thể thấy nhà văn chỉ dùng một dấu ngắt câu duy nhất, đó chính là cái điểm nhấn và điểm sáng tạo của nhà văn Nguyễn Tuân. Từ trong chính những biện pháp nghệ thuật này, chính trong những cái câu văn rất dài này đã gợi tả sinh động về độ dài của dòng sông, đem đến cho người đọc một sự liền mạch bất tận và đã làm cho sông Đà trở nên gần gũi hơn, nổi bật lên những cái nét mềm mại của sông Đà. Và ở đây, các em có thể thấy hình ảnh của dòng sông dường như đang uốn lượn tuôn chảy và nó đang bắt mình thông qua những cái hình ảnh hùng vĩ của vùng biên giới Tây Bắc, rồi nó lại miên man chảy xuống đồng bằng, lặng lẽ hòa vào sông Hồng, rồi lại thao thao đổ ra biển cả. Vừa mới đây thôi, chúng ta thấy rằng sông Đà hung bạo là thế, dữ dội là thế, còn bây giờ, dưới con mắt của nhà văn Nguyễn Tuân, thông qua ngòi bút của ông, sông Đà đã biến thành một sợi dây thừng ngoằn ngoèo nằm dưới chân của mình với một dáng vẻ rất hiền lành, dễ chịu. Và ở đây, các em có thể thấy không chỉ là so sánh sông Đà như một án tóc trữ tình, mà tác giả còn liên tưởng sông Đà trong sự hài hòa với núi rừng của Tây Bắc, và chính núi rừng của Tây Bắc
đã điểm tô thêm cho vẻ đẹp của sông Đà. Chúng ta có thể quan sát được thông qua hai hình ảnh sau đây. Hình ảnh đầu tiên đó chính là hình ảnh của tháng 2. Tháng 2 là một tháng mùa xuân, là tháng của sức sống, là tháng của mọi vật đang đâm chồi nảy lộc. Và dường như trong cái khoảng thời gian này, đó chính là khoảng thời gian mà hoa ban, hoa gạo của chúng ta nó cũng đang mang một cái màu sắc căng tràn sự sống nhất. Và chính ngay trong cái từ bung nở cũng đã cho chúng ta thấy được cái sức sống của hoa, những cái sức sống mà dường như nó đang thể hiện được cái sự mạnh mẽ. Từ đó, chúng ta sẽ thấy câu văn đã làm nổi bật lên một vẻ đẹp diễm lệ và đắm say lòng người. Hình ảnh thứ hai mà cô cần các em phân tích được đó chính là hình ảnh cuồn cuộn mù khói núi mèo đốt nương xuân. Các em sẽ chú ý cho cô về hình ảnh của khói. Đối với những người dân Tây Bắc ở vùng cao thì các em sẽ thấy sau một vụ mùa thu hoạch xong thì những người dân họ sẽ thường đốt nương, đốt rẫy để tạo chất dinh dưỡng cho vụ mùa sau. Và ở đó, từ chính cái làn khói đó đã gợi lên một cái sự liên tưởng về một tấm von huyền ảo dường như đang bao trùm toàn bộ cảnh vật và nó đã ẩn đi gương mặt thực của dòng sông. Nhờ vậy mà dòng sông của chúng ta sẽ mang một vẻ đẹp kiều diễm, vừa bí ẩn hơn, vừa quyến rũ hơn bao giờ hết. Vậy là sau khi chúng ta phân tích xong cái câu văn này của nhà văn Nguyễn Tuân thì các em có thể thấy vẻ đẹp của sông Đà đã nằm trong sự hài hòa của núi rừng Tây Bắc và nó đang hiện ra giống như dáng vẻ của một mỹ nhân, một người con gái đẹp với một mái tóc trữ tình mà ở đó đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời của Tây Bắc, ẩn hiện trong những cái thác đá, những cái thác gờn, thác đá ở thượng nguồn. Và ở đó chúng ta sẽ thấy hoa ban thì màu trắng, hoa gạo thì màu đỏ, dường như đang đan cài và tô điểm lên cho mái tóc một nét đẹp thanh khiết tinh khôi, tạo cho điểm nhấn của mái tóc huyền ảo của sông Đà một vẻ đẹp đầy quyến rũ. Cho nên chúng ta có thể cảm nhận được rằng ở đó sông Đà đẹp như một mỹ nhân, như một người con gái đẹp. Như vậy chúng ta sẽ thấy được rằng ở đây trong câu văn này, ngay trong chính hình ảnh đầu tiên khi quan sát về sông Đà thì nhà văn Nguyễn Tuân đã mở ra cho chúng ta thấy hình ảnh của một con sông Đà đầy chất thơ, thể hiện được cái sự dịu dàng và đầy sức sống. Ở đó, hình ảnh của sông Đà đã làm say mê trái tim của một người nghệ sĩ. Trước hết vì đó là vẻ đẹp của tổ quốc đất nước bao la. Và hơn nữa, sông Đà dường như đã có một cái sự gắn bó, gần gũi, tha thiết với cuộc sống của con người. Khi mà phân tích về nhà văn Nguyễn Tuân thì các em có thể thấy nhà văn của những vẻ đẹp vang bóng một thời nay dường như đã có một sự thay đổi lớn trong quan điểm thẩm mỹ của mình. Cái đẹp với ông không còn là sự cô đơn, lạc lõng, không còn là một điều gì đó xa xôi, mà ở đây cái đẹp hiện ra ấm áp giữa một cuộc sống, cuộc đời đầy bình dị và cái đẹp hiện diện ngay trong đời sống bình thường của những con người lao động bình thường. Vậy thì các em có thể thấy vẻ đẹp dịu dàng và đầy nữ tính của sông Đà không chỉ được hiện ra thông qua hình ảnh như một án tóc trữ tình, mà ở đó vẻ đẹp duyên dáng đầy nữ tính của sông Đà còn được hiện ra thông qua những màu sắc đầy biến ảo vì những niềm vui và say mê của tác giả. Nguyễn Tuân đã quan sát con sông này đầy công phu, đầy tinh tế trong những thời điểm khác nhau và chúng ta sẽ thấy được rằng trong chính những thời điểm khác nhau đó đã tạo ra được những cái sắc thái khác nhau và ông đã quan sát được sắc nước của sông Đà cũng thay đổi theo mùa. Vậy thì chúng ta sẽ phân tích về những cái sắc nước của sông Đà trong những cái mùa này, nó đẹp như thế nào, nó lộng lẫy như thế nào và lý do vì sao nó tạo nên được một cái sự cuốn hút đối với tác giả Nguyễn Tuân. Đầu tiên, các em sẽ phân tích cho cô, phát hiện cho cô về vẻ đẹp của mùa xuân trong sắc nước của sông Đà. Hình ảnh đầu tiên mà các em có thể phân tích được đó chính là vào mùa xuân với sắc nước của sông Đà xanh màu ngọc bích chứ không xanh màu xanh canh hến. Và khi đã miêu tả cái màu xanh của sông Đà là hình ảnh màu xanh ngọc bích nhưng tác giả dường như vẫn cảm thấy chưa an tâm. Sợ rằng người đọc chưa hình dung được xanh ngọc bích là màu xanh như thế nào. Thế nên ông đã cụ thể hóa thêm, ông đã làm miêu tả thêm để làm rõ hơn bằng hình ảnh so sánh, chứ không xanh màu xanh canh hến như sông Gâm, sông Lô. Các em cũng biết, sông Gâm, sông Lô là hai con sông đều chảy qua núi rừng Tây Bắc
và đều xanh nước vào mùa xuân. Nhưng xanh canh hến là xanh đục. Còn sông Đà cũng xanh, nhưng lại là một màu xanh ngọc bích. Nghĩa là trong cái màu xanh đó, nó còn có cả độ trong, độ sáng và độ tươi của sắc nước sông Đà. Nó ẩn chứa một cái nét đẹp dường như rất đặc biệt và không thể trộn lẫn vào đâu được. Cho nên, chúng ta sẽ thấy rằng việc so sánh cái màu xanh ngọc bích này của sông Đà với màu xanh canh hến của sông Gâm, sông Lô không chỉ là một cái biểu hiện khá quen thuộc của nhà văn đối với lại khả năng quan sát tài tình, mà ở đó còn cho chúng ta thấy được đó chính là một cái sự thiên vị, dường như là một sự thiên vị, một cái niềm yêu riêng mà tác giả đã dành tặng riêng cho sông Đà. Thế nên, khi miêu tả vào màu xanh của sông Đà, chúng ta sẽ thấy được rằng ở đó, đó chính là cái khả năng quan sát tinh tế, là vốn sống, vốn ngôn ngữ rất phong phú của nhà văn Nguyễn Tuân hiện ra thông qua sắc nước của sông Đà vào mùa xuân. Chuyển sang mùa thu, chúng ta sẽ thấy nước sông Đà bật lên một màu sắc đỏ đặc trưng ở mùa thu, được tái hiện bằng những liên tưởng liên tiếp và cụ thể hóa bằng hai hình ảnh so sánh, giúp người đọc hình dung rõ nét hơn về sắc đỏ của sông Đà. Mùa thu, nước sông Đà lừ lừ chín đỏ như da mặt một người bầm đi vì lụa bữa. Lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn bực bội gì mỗi độ thu về. Trong câu văn này, các em sẽ chú ý cho cô cảm nhận được về hình ảnh lừ lừ chín đỏ. Nó gợi tả một dòng chảy dường như rất chậm rãi của con sông đầy nặng phù sa ở thượng nguồn. Và từ đó, chúng ta có thể thấy được tài năng của nhà văn Nguyễn Tuân thông qua việc sử dụng hai hình ảnh so sánh rất là độc đáo. Như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa, lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn bực bội gì mỗi độ thu về. Như vậy, nhà văn Nguyễn Tuân đã gợi tả được một cái màu sắc đặc trưng của sông Đà ở mùa thu. Bằng ngòi bút gợi tả đầy cảm xúc, ông đã làm cho sông Đà thấm đẫm linh hồn như con người. Và đặc biệt, chúng ta thấy đối với lại hai hình ảnh so sánh này thì nó không chỉ làm hiện lên một cái màu sắc rất đặc trưng trong nước của sông Đà ở mùa thu, mà dường như nó còn thể hiện được một cái sức sống tiềm tàng, ẩn chứa rất nhiều đe dọa của một dòng sông đã từng nằm trong câu đồng giao thần thoại Sơn Tinh Thủy Tinh. Núi cao sông hãy còn dài, năm năm báo oán đời đời đánh ghen. Vậy là, ngay cả khi dừng lại để miêu tả những nét đẹp duyên dáng, trữ tình của dòng sông, hình ảnh của một dòng sông hung bạo, dữ dằn dường như vẫn còn ám ảnh đâu đây trong sự quan sát và cảm nhận của một nhà văn có những niềm say mê với những cảm giác rất mạnh. Và các em có thể thấy, hơn nữa, khi phân tích về sắc nước của sông Đà trong đoạn này, khi miêu tả những cái sắc nước của sông Đà, một cái điểm đặc biệt mà nhà văn Nguyễn Tuân còn nhấn mạnh nữa, đó chính là ông nhấn mạnh rằng sông Đà chưa bao giờ có màu đen, và cái cách mà thực dân Pháp nó đã đè ngửa con sông chúng ta ra, đổ mực tây vào và gọi bằng một cái tên đầy lếu láo, đó chính là sông đen. Vậy thì tác giả đã nhấn mạnh con sông Đà này chưa bao giờ là màu đen và cũng không bao giờ là màu đen. Và các em thấy trong chính những câu văn khẳng định đó, đó chính là một giọng điệu thể hiện sự tự hào, thể hiện sự yêu quý của tác giả đối với dòng sông này. Như vậy, cô đã phân tích xong cho các em về những sắc nước của sông Đà, và từ đó chúng ta có thể nhận thấy được rằng khi miêu tả về những sắc nước của sông Đà thì điểm nhìn, quan sát của nhà văn Nguyễn Tuân đã thể hiện lên được một cách đánh giá toàn diện của ông về dòng sông này. Chính trong những cái sự thay đổi của sông Đà đã thể hiện lên được cái sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên Tây Bắc. Ở đó, các em có thể thấy, chúng ta có thể liên hệ đến sắc nước của sông Hương, sớm xanh, trưa vàng, chiều tím, trong tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Ở đó, chúng ta có thể thấy hai con sông này hiện ra với những màu sắc rất đa dạng, thể hiện lên được nét đẹp, tinh tế, phong phú và đa dạng của thiên nhiên. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nét đẹp thứ hai của sông Đà, một dòng sông thơ mộng và đầy gợi cảm. Trong nét đẹp thứ hai này của sông Đà, chúng ta có thể thấy góc độ thứ nhất mà nhà văn có thể quan sát được đó chính là hình ảnh của một dòng sông thơ mộng. Và dòng sông Đà thơ mộng ở đây được nhìn nhận dưới góc nhìn của một người đi rừng lâu ngày gặp lại sông Đà. Tác giả đã dừng lại tại đây để quan sát về nắng sông Đà,
cũng như bờ bãi ven sông Đà. Các em sẽ chú ý cho cô. Đầu tiên, chúng ta sẽ phân tích cho cô về hình ảnh của nắng sông Đà. Các em sẽ dựa vào trong sách giáo khoa, phát hiện và gạch chân cho cô tất cả những chi tiết để miêu tả về nắng của sông Đà. Chúng ta sẽ thấy chi tiết thứ nhất sẽ được xuất hiện trong câu văn loang loáng như trẻ con nghịch chiếu gương vào mắt mình rồi bỏ chạy. Biện pháp so sánh như trẻ con nghịch chiếu gương vào mắt mình rồi bỏ chạy ở đây gợi ra cho các bạn, gợi ra cho các em thấy được đó chính là một trò chơi của con trẻ. Gợi ra cho chúng ta thấy được một cái vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng và dường như nắng sông Đà ở đây mang một cái nét tinh nghịch như trẻ con. Hình ảnh thứ hai mà các em có thể phát hiện ra trong nắng sông Đà đó chính là nắng sông Đà làm lóe lên một màu nắng tháng 3 của đường thi. Trong chính hình ảnh này, nắng sông Đà đã gợi nhớ đến thế giới của đường thi trong câu thơ Yên hoa tam nguyệt hái dương châu của Lý Bạch. Dịch ra là xuôi về Dương Châu giữa tháng 3 mùa hoa nở rộ. Vậy là chỉ cần một sự liên tưởng thôi, tác giả đã gợi ra một hình ảnh của một cái nắng đầy độc đáo và dường như đó là cái nắng độc nhất vô nhị chưa từng có trong thi ca. Trong chính hình ảnh đó đã tạo nên được cho chúng ta thấy câu văn mang một vẻ đẹp nên thơ và thi vị trong sắc nắng của sông Đà. Vậy thì sông Đà thơ mộng không chỉ được hiện ra thông qua hình ảnh của nắng sông Đà, mà ở đó chúng ta còn thấy được hình ảnh của bờ bãi, cảnh vật ven sông Đà. Bờ sông Đà, bãi sông Đà, chuồn chuồn bướm bướm trên sông Đà. Các em có thể thấy đây là một câu văn rất đặc biệt, với nhịp ngắn, và trong chính cái nhịp ngắn đặc biệt này đã gợi ra một cái sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng của nhà văn trước cảnh vật dường như đang phơi bày ra ở mắt mình. Hai chữ sông Đà được điệp lại ở cuối mỗi với câu đẳng lập, mở ra một không gian đầy phóng khoáng của bến bãi Đà Giang. Và trong chính cái nhịp ngắt này đã thể hiện lên được một cái niềm say mê, một cái niềm phấn khích của tác giả, tạo một cái cảm xúc cho người đọc thấy được rằng ở đó có một cái sự dồn dập, một cái sự gấp gáp và dường như nó đã cuốn đi hết tất cả những cái say mê khát khao của tác giả khi chiêm ngưỡng về vẻ đẹp của sông Đà. Vậy thì chúng ta sẽ thấy sông Đà không chỉ thơ mộng mà ở đó sông Đà còn gợi cảm khi gặp lại. Chúng ta sẽ phân tích góc độ thứ hai của sông Đà, đó chính là con sông Đà gợi cảm. Ở đây, sông Đà đã được cụ thể hóa trong những cái so sánh rất là bất ngờ và thú vị khi nhà văn quan sát được rằng trong con sông vui như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm. Trong câu văn này, các em sẽ chú ý cho cô, tác giả đã sử dụng một cái biện pháp so sánh rất là tinh tế và thú vị. Nắng, tuy hữu hình, nhưng lại vô thể, có thể nhìn mà không thể nắm bắt được. Và giòn tan lại là một tính từ dùng để chỉ đặc điểm của những vật thể mỏng manh và dễ vỡ. Như vậy, khi chúng ta kết hợp các từ này lại, chúng ta sẽ tạo ra được một cái hình ảnh ẩn dụ đầy đặc sắc, gợi ra một cái nắng thật trong, thật sáng, thật mỏng và thật nhẹ. Hình ảnh nắng đó, nó vừa mỏng manh, nó vừa quý giá và nó hoàn toàn tương phản với tất cả những cái u ám nặng trĩu của bầu trời trong những ngày mưa dầm ở đó. Và các bạn có thể thấy một hình ảnh so sánh thứ hai của hình ảnh sông Đà gợi cảm, đó chính là hình ảnh so sánh như nối lại giấc chiêm bao đứt quãng. Đây là một việc gần như không thể có trong đời người. Và việc nói là giấc mơ càng hy hữu, hiếm quý bao nhiêu thì càng đem lại một cái cảm giác sung sướng, thú vị bấy nhiêu cho Nguyễn Tuân khi gặp lại sông Đà. Và cuối cùng, các em có thể thấy đó chính là hình ảnh so sánh đầm đầm, ấm ấm như gặp lại cố nhân. Hình ảnh này được diễn tả trong cái cảm nhận của nhà văn Nguyễn Tuân sau một khoảng thời gian mà nhà văn ở rừng, ở núi rất lâu, đã thèm có chỗ thoáng và bỗng nhiên gặp lại sông Đà ở khúc này, nhận ra được cái chất đầm đầm ấm ấm, một cái chất mà rất quen thuộc, rất gần gũi, là một cái sự gắn bó bền chặt mà ông gọi bằng một tên gọi thân thương, cố nhân. Một tình bạn tri âm tri kỷ dường như đang được tái ngộ. Và trong chính câu văn này, các em có thể thấy được rằng nhà văn Nguyễn Tuân với những khát khao xê dịch
đã nhiều lần đến sông Đà. Vậy mà qua những cách so sánh ở đây thì lần nào gặp lại những cái hình ảnh đó dường như cũng rất là tươi mới. Nó kỳ diệu như một giấc mơ đẹp, vừa như được tận hưởng một niềm vui chưa từng có bao giờ trong đời. Lần gặp nào cũng là lần đầu tiên, lần cuối cùng và là lần duy nhất. Cho nên trong cách mà nhà văn Nguyễn Tuân sử dụng những cái hình ảnh ẩn dụ cũng như là những hình ảnh so sánh đã cho chúng ta thấy được một cái mối quan hệ, một cái sự gắn bó tha thiết giữa tác giả cùng với sông Đà, và nhấn mạnh cho các em thấy được tình yêu của ông dành cho sông Đà tha thiết đến nhường nào. Đó chính là những cái nét đẹp thứ hai của dòng sông Đà, một dòng sông thơ mộng, và ở đó ông đã gọi nó bằng một cái tên gọi tha thiết, đó là cố nhân. Và chúng ta sẽ phân tích cái góc độ thứ ba của dòng sông Đà trong cái góc nhìn thơ mộng trữ tình, đó chính là một dòng sông lặng tờ hoang dại, và ông lặng lẽ gọi đó là người tình nhân. Và có lẽ nét trữ tình thi vị nhất của sông Đà chính là cái sắc thái hồn nhiên hoang dại lặng tờ của nó. Ở đây chúng ta có thể thấy tác giả đã mở đầu bằng một cái câu văn rất nhiều thanh bằng: thuyền tôi trôi trên sông Đà. Và từ đó tác giả đã quan sát được cảnh vật ở ven sông để thấy được rằng trước mắt ông hiện ra là cảnh ven sông lặng tờ. Và hình ảnh thứ hai, ở trong câu văn này nhà văn có thể thấy được rằng ông đã khẳng định hình như từ đời Lý, đời Trần, đời Lê, quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi. Vậy thì trong hai câu văn này, tính từ lặng tờ đã được lặp lại đến hai lần, cùng với một câu văn mang ý nghĩa khẳng định hình như từ đời Lý, đời Trần, đời Lê, quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi, khiến cho câu văn mang một cái sự êm đềm, tĩnh lặng, và dường như cái sự êm đềm tĩnh lặng này đã kéo dài từ xa xưa cho đến hiện tại, và đến bây giờ nó vẫn còn nguyên vẹn cái vẻ yên ả thanh bình như vậy. Và tiếp theo nữa, khi phân tích về vẻ đẹp tĩnh lặng, hoang sơ, thì các em sẽ quan sát chú ý cho cô hình ảnh nương ngô nhú lên mấy lá ngô non đầu mùa, hình ảnh của cỏ xanh đồi núi đang ra những nọn búp, hay là hình ảnh của búp cỏ xanh còn đẫm sương đêm. Tất cả những hình ảnh này đã tạo nên được một cái không gian, mở ra một cái không gian khoáng đãng, một không gian đầy nên thơ, đầy thi vị. Và ở đó, nhà văn cần khẳng định bằng một câu văn tịnh không một bóng người, càng nhấn mạnh hơn cho chúng ta thấy được cái vẻ hoang sơ tĩnh lặng của sông Đà. Và bờ sông Đà tiếp tục được miêu tả trong một hình ảnh so sánh rất là độc đáo. Bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử, hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa. Chính những hình ảnh này, chính những hình ảnh so sánh độc đáo này đã đưa dòng sông trôi xa thêm vào trong miền mộng ảo, phiêu diêu, và dường như trôi trong một cái thế giới cổ tích tuổi thơ, trong một không gian trong lành nguyên sơ, thuần khiết như bờ tiền sử xa xưa. Các em có thể thấy sự tĩnh lặng, hoang sơ còn xuất hiện trong hình ảnh con hưu thơ ngộ ngẩng đầu nhung khỏi án cỏ sương. Trong hình ảnh này, vì nó nguyên sơ quá cho nên khi thuyền tôi trôi trên sông Đà thì con hưu thơ ngộ đó ngẩng lên nhìn tôi không chớp mắt. Nó sẽ thấy lạ vì ở đây làm gì có bóng người, vì ở đây lại xuất hiện một con thuyền đi qua. Đó là một cảm nhận rất thú vị của nhà văn Nguyễn Tuân. Trong cảm nhận đó, ông cần nhấn mạnh lên được, làm tăng thêm được cái sự tĩnh lặng, hoang sơ và cổ xưa của sông Đà. Ở đây, sự tĩnh lặng đến mức còn có thể nghe được tiếng cá đập nước ở bên sông, tiếng cá quẩy đuôi thôi, nhưng cũng trở thành âm thanh chủ đạo, làm cho đàn hưu thơ ngộ phải giật mình, phải chạy vụt biến đi vì hốt hoảng. Cho nên, tất cả những chi tiết này đã làm cho chúng ta cảm nhận được, giúp cho các em có thể cảm nhận được, phân tích rõ nét hơn về những cái nét hoang sơ cổ xưa của sông Đà. Cỏ xanh, các em có thể thấy hình ảnh của cỏ xanh là hình ảnh của thiên nhiên hoang sơ từ nghìn năm. Còn những cái lá ngô non nhú lên đầu mùa ở đây dường như nó gợi ra được cho chúng ta thấy về bàn tay lao động của con người. Đó chính là dấu hiệu của dựng xây. Chúng ta sẽ thấy được cái dấu hiệu của dựng xây của cuộc sống mới đang hiện dần ra trong cái cuộc sống tĩnh lặng hoang sơ nơi đây. Và ở đó, chúng ta còn cảm nhận được rằng đó là một niềm khát khao, một ước mơ được hiện đại hóa miền Tây của tác giả Nguyễn Tuân.
Vậy thì trong chính những cái câu văn đó, nhà văn Nguyễn Tuân đã thể hiện cho chúng ta thấy được một cái tình yêu sâu sắc đối với sông Đà, một tình yêu tha thiết với con sông trữ tình duyên dáng, mà ở đó ông cảm nhận nó như là một mỹ nhân, có khi nó lại giống như một cố nhân, và đôi khi nó lại là một tình nhân. Vậy thì cô vừa phân tích xong cho các em ở những cái góc, những cái hình tượng, những cái vẻ đẹp khác nhau của sông Đà, và đặc biệt làm nổi bật lên một cái hình tượng khác của sông Đà, một con sông thơ mộng, trữ tình. Vậy thì cô sẽ có một phần củng cố nhỏ là cho các em về nội dung của bài học ngày hôm nay. Thì đối với sông Đà thơ mộng, trữ tình, chúng ta sẽ quan sát sông Đà dưới các nét đẹp sau đây. Nét đẹp thứ nhất là một dòng sông duyên dáng và đầy nữ tính. Nét đẹp thứ hai được gợi ra thông qua vẻ đẹp thơ mộng và đầy gợi cảm của sông Đà. Và cuối cùng, các em cần phân tích rõ nét hơn về một dòng sông mang vẻ đẹp của sự tĩnh lặng, hoang sơ. Tất cả những vẻ đẹp này đã tạo nên được một cái tình yêu tha thiết của Nguyễn Tuân dành tặng cho sông Đà. Thông qua bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy bài học hình tượng người lái đò sông Đà, cụ thể hơn là hình tượng của một con sông Đà thơ mộng trữ tình. Thì trong bài này, tác giả Nguyễn Tuân đã làm nổi bật một gương mặt khác của thiên nhiên Tây Bắc, một vẻ đẹp thơ mộng, trù phú và nên thơ của sông Đà. Từ đó, nhà văn đã thể hiện được tình yêu, niềm tự hào cũng như những hiểu biết sâu sắc hơn về thiên nhiên Tây Bắc để cho các em thấy được rằng, chứng minh được rằng đây là một nhà văn đã suốt đời đi tìm cái đẹp. Nhà văn đã sử dụng những câu văn rất giàu hình ảnh, thể hiện được cái sự mềm mại, nhẹ nhàng, trau chuốt trong việc sử dụng ngôn từ. Và ông đã tiếp tục phát huy sở trường của mình về việc những cái biện pháp so sánh, những biện pháp nhân hóa, để thấy được rằng trong những trang văn đó là những trang văn đầy chất thơ, đầy sự nên thơ, đầy thi vị. Vậy thì cô và các em đã cùng nhau phân tích được, tổng kết được về những cái nét đẹp của sông Đà dưới góc độ một con sông thơ mộng trữ tình. Và để củng cố hơn về cái nội dung của bài học ngày hôm nay, thì cô có một bài tập nhỏ đặt ra cho các em để các em cùng nhau suy ngẫm, hiểu rõ hơn về nhà văn Nguyễn Tuân, cũng như là khai thác được tất cả những cái vẻ đẹp của sông Đà thông qua những nội dung mà cô và các em đã cùng nhau trao đổi. Ở đây, cô đặt ra một vấn đề. Nguyễn Tuân đã từng nói: "Tôi cũng tự thấy mình là một người đang đi tìm vàng ở quanh sông Đà, đi tìm thứ vàng của màu sắc sông núi Tây Bắc." Vậy thì từ trong chính cái vấn đề mà cô đang đặt ra ở đây, các em sẽ cùng nhau suy ngẫm cho cô hai câu hỏi nhỏ. Thứ nhất, nhà văn đã tìm thấy thứ vàng nào của sông Đà nói riêng và thiên nhiên Tây Bắc nói chung đằng sau những biểu hiện của Đà Giang? Thứ hai, các em có thể thấy được rằng tình cảm, thái độ của nhà văn khi thấy những thứ vàng đó là gì? Vậy thì đó là hai câu hỏi mà cô đã cung cấp, hai câu hỏi để các em có thể củng cố hơn về nội dung của bài học này. Các em sẽ cố gắng đọc lại nội dung của văn bản và tìm cho mình câu trả lời cho hai cái câu hỏi mà cô đã đặt ra và chuẩn bị cho nội dung của bài học tiếp theo, Người lái đò sông Đà. Như vậy cô đã vừa phân tích xong cho các em về một cái khía cạnh khác trong hình tượng của sông Đà thơ mộng trữ tình. Các em sẽ về nhà đọc lại văn bản, tìm hiểu lại, phân tích lại những cái nét đẹp của sông Đà và chuẩn bị cho nội dung của bài học tiếp theo, hình tượng của người lái đò sông Đà. Chúc các em học tốt!